Cho nên gặp Phật là duyên Có thể tin là duyên Có thể hiểu cũng là duyên Thật sự được giảng sanh Là duyên thành thuộc rồi Nếu người này sinh tại Phật tiền Phật hậu Phật tiền Phật hậu này cần phải nói đến Pháp dẫn của Phật Pháp dẫn của Phật một dạng hai ngàn năm Sinh trước hay sinh sau khoảng thời gian này Không có duyên nghe được Phật Pháp Khi mạc Pháp diệt rồi Trên thế giới này không còn Phật Pháp Những kinh điển này cũng không còn trên thế giới này không còn tìm ra được nữa Nói cách khác Tuy trong A Lại Gia có thiện căn phước đức Không có nhân duyên Thì nó không khởi tác dụng Nên vẫn phải luân hồi Tùy nghiệp lưu truyền Vậy thì phải đợi đến Đức Phật tiếp theo xuất thế Trên thế giới này Lại thêm một lần đầy đủ tam bảo Xem quý vị có nhân duyên này hay không Lúc đó lại được thân người thân cận Phật Pháp Trước và sau lúc này Đều không có duyên gặp Phật Nghe Pháp Do nghiệp trọng duyên bạc Ký bất kiến Phật Diệt bất gian Pháp Cố danh sinh tại Phật tiền Phật hậu nạn Đoạn gian này chúng ta phải đặc biệt chú ý hai câu ở trong đó <laughs> bất kiến phật bất giảng pháp gọi đó là nạn nếu thấy phật nghe pháp tức không có nạn nữa Trong địa ngục có gặp Phật nghe Pháp không? Có Nhưng rất ít Đó chính là Khi làm người Đã tích được công đức lớn Làm việc thiện lớn Nhưng lâm chung một niệm sai lầm Bị đọa địa ngục Chỉ một sai lầm đã đọa địa ngục Tuy đọa địa ngục Nhưng năng lượng chủng tử của thiện căn phước đức Rất lớn cho nên ở trong địa ngục vẫn có thể nhìn thấy Phật Bồ Tát. Cũng có thể gặp Phật nghe pháp. Bồ Tát tại địa ngục giáo hóa chúng sanh. Mọi người đều biết đó là Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát không phải là một người. Địa tạng Bồ Tát rất nhiều Rất nhiều Tất cả chư Phật như Lai Pháp thân Bồ Tát Nếu như người có duyên Với các ngài Bị đọa vào địa ngục một niệm sám hối vừa khởi thừa nhận tôi sai rồi tin tức này lập tức truyền khắp pháp giới hư không châu biện pháp giới phật bồ tát đều biết vừa biết thì tự nhiên phản ứng Liền xuất hiện trong địa ngục Ngay trước mặt chúng sanh hữu duyên đó Bồ Tát hiện thân đều gọi là Địa Tạng Bồ Tát Cho nên Địa Tạng Bồ Tát là tên chung không phải là tên riêng Đều gọi là Địa Tạng Bồ Tát Từ bi vô lượng Ngày đến giúp đỡ quý vị Hoác ly địa ngục đến cõi nào vậy đương nhiên tốt nhất là đến cõi người vì sao vậy cơ hội gặp phật nghe pháp ở cõi người nhiều nhất các cõi khác có nhưng không nhiều ở cõi người duyên nhiều nhất cho nên Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Đức Phật không nói Thân thiên nàng đặc Phật Pháp nàng văn Ngài chỉ nói Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Thân người đáng quý Chính do người dễ giác ngộ Dễ sanh tịnh độ Cuộc sống cõi trời tốt quá Vui nhiều khổ ít Không muốn tu hành Không muốn giảng sanh họ lưu luyến môi trường xuyên hoạt của họ không nỡ rời bỏ trong ác đạo khổ quá làm cho tâm thoát ly tâm cầu sanh tịnh độ đều quên hết phật bồ tát hiện thân trước mặt họ nhắc nhở họ họ cũng không nhớ ra cho nên trong sáu đường dùng địa vị phật để xuất hiện trong thế gian giáo hóa chúng sanh trong sáu cõi chỉ có hiện trong cõi người các cõi khác chỉ hiện thân bồ tát hiện thân thanh văn hiện cùng thân với tất cả chúng sanh điều này nhiều nhất hiện phật thân chỉ có ở cõi người những hiện tượng này đều nói cho chúng ta một sự thật đó chính là cõi người tuy cực khổ cõi người có thể giải quyết vấn đề chỉ cần giác ngộ Nếu muốn chân giác ngộ Chân giác ngộ bạn phải buồn bỏ Có gì làm chướng ngại quý vị giác ngộ Chướng ngại quý vị giác ngộ nghiêm trọng nhất là Tự tư tự, tự lợi Là danh văn lợi dưỡng Là tham sân si mạng Bên ngoài là ngũ dục lục trần Phương pháp tốt nhất Để phá mê khai ngộ Là học tập kinh giáo Phương pháp học tập kinh giáo tốt nhất là Giảng kinh dạy học Quý vị xem mười phương chư Phật như Lai Chư Đại Bồ Tát chẳng ai không xuất thân ở cõi người giảng kinh dạy học thật sự là tự lợi lợi tha ngày ngày giảng kinh dạy học Quý vị sẽ không bị tất cả các duyên bên ngoài quấy rầy Quý vị có thể bảo vệ bản thân Không bị ảnh hưởng bởi ngoài giới quý vị mới có thể đắc định mới có thể khai huệ, mới có thể chứng quả phàm bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng quý vị không thể thành tựu có làm việc tốt nhiều hơn nữa thì vẫn còn trong lục đạo Hoác ly không khỏi lục đạo thoát ly không khỏi lục đạo Đồng nghĩa với việc đời này sống uổng phí Sống vô ích Không một máy may thành tựu